Hôm nay, chị Ong Xanh sẽ đọc cho các bé nghe câu chuyện Cầu Vồng Kỳ Diệu. Ở một vùng đất nọ, có một nhóm bạn chơi thân với nhau. Các bé rất thích trời mưa và thích nhảy múa dưới mưa. Sau khi trời tạnh mưa, các bạn nhỏ hào hứng đùa nghịch trên những vũng nước. Và một điều kỳ diệu đã xảy ra, các bé thấy cầu vồng tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời. Và các bạn nhỏ ngạc nhiên, không biết cầu vồng đã xuất hiện như thế nào. Các bé mong muốn trở thành nhà khoa học để tìm ra câu trả lời. Các bé đã đọc sách, xem video và hỏi bố mẹ về cầu vồng. Và các bé đã phát hiện ra rằng cầu vồng được tạo ra khi ánh mặt trời chiếu qua những giọt nước nhỏ trong không khí. Ánh sáng được uốn cong và phân tách thành nhiều màu sắc khác nhau tạo nên một vòng cung xinh xắn trên bầu trời. Các bạn nhỏ hào hứng chia sẻ những kiến thức mới tìm hiểu được với nhau. Và từ ngày đó, mỗi khi trời mưa và cầu vồng xuất hiện, các bạn nhỏ lại hào hứng nhớ đến chuyến phiêu lưu tìm hiểu đặc biệt và câu chuyện khoa học đằng sau ánh cầu vồng sắc màu. Và các bạn nhỏ biết rằng trời mưa đôi khi mang đến sự ẩm ướt nhưng cũng mang đến những điều bất ngờ và đẹp đẽ sau đó. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Chị Ong Xanh có đôi lời nhắn nhủ, không biết các bé có thích câu chuyện này không? Và bé hãy thử tưởng tượng và vẽ cho mình một chiếc cầu vồng sắc màu diệu kỳ nhé! Chị Ong Xanh chào tạm biệt các bé!